chào anh em, chưa bao giờ smartphone rẻ như bây giờ. Rất nhiều anh em quan tâm đến những dòng sản phẩm đó chính là giá rẻ. Bởi vì thật sự là bây giờ học sinh sinh viên khi mà mới ra trường cái thứ thì những cái vấn đề liên quan đến kinh tế thực sự là chưa quá là dư giả. Và những cái chiếc máy phân khúc giá rẻ thì làm họ phải quan tâm. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nằm trong phân khúc đó chính là hơn 2 triệu, dưới 3 triệu. Và đó chính là một chiếc Nokia X5 hay là Nokia 5.1 Plus. Sản phẩm này thì mình đã từng nói đến cũng như từng đánh giá đến rồi. Nhưng mình muốn nói lại bởi vì bây giờ cái mức giá nó lại được đào thêm xuống nữa. Và mình muốn các bạn có thêm được một cái sự lựa chọn mới hơn. Và đây là một sản phẩm mà từ đầu tiên là mình đánh giá về thiết kế nhá. Thiết kế thì dù là một sản phẩm giá rẻ nhưng cái thiết kế nó đem lại cho mình một cái cảm giác giống như là một chiếc máy trong phân khúc tầm trung. Cái chiếc máy này ngày xưa khi mà ra mắt thì cái mức giá của nó loanh quanh khoảng độ là 4,5 triệu. Và bây giờ thì nó giảm xuống rất là nhiều rồi. Và đương nhiên đây sẽ là một chiếc máy mới hoàn toàn. Và sản phẩm này sẽ đương nhiên là sẽ có ROM tiếng Việt và tiếng Việt các thứ đầy đủ, CH Play, các bạn không thiếu một cái gì hết. Và với chiếc Nokia X5 thì chúng ta sẽ còn có đó chính là cả cụm camera kép nữa và cả biến vân tay đương nhiên rồi. Và chúng ta sẽ có một cái nữa đi theo trend, đó chính là màn hình tai thỏ. Cái này thì chúng ta có thể để ý thấy rằng là nó bây giờ tạo thành một cái trend rồi. Hầu như là hãng nào và nhất là đối với những cái hãng Android, họ chạy theo những cái xu thế này. Mà đâu đó chỉ khoảng là một vài hãng là sẽ không quan tâm đến cái gọi là cái kiểu như thế này thôi. Như là 360 này, hãng 360 ấy. Và hãng đó chính là Xperia đó. Và với chiếc Nokia X5 thì kích thước màn hình chúng ta sẽ có đó chính là 5.86 inch, độ phân giải sẽ là 720x1520 pixel. Và chúng ta sẽ có tấm nền đó chính là IPS LCD và sẽ có dual SIM. Thì với những cái bạn học sinh sinh viên thì mình để ý thấy có một điều nhỏ nhỏ như thế này rằng đó chính là các bạn muốn sử dụng hai SIM. Một SIM các bạn sẽ mua dạng gọi là SIM đóng theo tháng ấy, để có thể là các bạn ở trọ các bạn dùng mạng 4G các thứ vân vân, 3G cho nó gọi là thoải mái cũng như là tiết kiệm hơn. Và SIM còn lại sẽ dùng để nghe gọi, nhắn tin các thứ các kiểu. Thì cái sản phẩm này sẽ có dual SIM, sẽ giúp các bạn hoàn thiện cái điều đó gọi là tốt hơn. Và cái độ vân giải của cái màn hình này nó sẽ chỉ dừng lại ở 720x1520 pixel mà thôi. Đây là một cái kích thước thực sự là nó không quá lớn so với cả là một cái chiếc máy có kích thước màn hình là 5.86 inch. Nhưng mình đánh giá rằng trong phân khúc giá rẻ thì đây là một cái độ phân giải màn hình chúng ta có thể là gọi là chấp nhận được, chứ nó không thực sự là quá ổn hay quá xuất sắc. Và với con chip đang được sử dụng trên cái sản phẩm này đó chính là con chip MediaTek MT6771 Helio P60, đó là một cái gọi khác. Và đi kèm với đó chính là 6GB RAM hoặc 4GB RAM. Thì với cái cấu hình như thế này mình thấy rằng nó có 3 phiên bản mình đọc thiếu, đó chính là 3GB, 4GB hoặc 6GB RAM. Đó, và với cái con chip Helio P60 thì đối với cá nhân mình cảm thấy rằng là khi mà mình chơi những cái tựa game liên quân mobile thì máy vẫn có thể đáp ứng được cho mình một cách gọi là mượt mà. Bởi vì nó khi mà chúng ta cài đặt máy ấy, khi mà cài đặt cái tựa game vào rồi thì cái tựa game đó nó sẽ nhận biết luôn là cái cấu hình của chiếc máy của chúng ta sẽ phù hợp với đó chính là cái cấu hình của tựa game để như thế nào, ở low, medium hay là high. Và nó sẽ gọi là tự đặt cho chúng ta. Và khi mà cảm giác mà mình chơi game rất ít khi mà mình gặp những trường hợp như kiểu lag hay là giật ở trên chiếc máy này. Và về camera thì nó có một cụm camera kép, nhưng mà mình khuyên thật là nó cũng không quá là mấy ấn tượng đâu. Camera kép của nó sẽ là 13 megapixel của độ f/2.0 và camera còn lại là 5 megapixel. Và đương nhiên là sẽ sử dụng dùng để chụp xóa phông. Và camera trước sẽ là 8 megapixel của độ là f/2.2. Và cái sản phẩm này sẽ có viên pin là 3060 mAh. Và chúng ta sẽ có cổng USB Type-C rất ngon. Và sẽ có luôn bảo mật đó chính là cảm biến vân tay. Và các bạn thấy sao về cái sản phẩm này? Và thực sự rằng là trong phân khúc hơn 2 triệu dưới 3 triệu thì các bạn còn biết những cái sản phẩm nào mà nó ngon hơn sản phẩm này hay là không? Thì hãy cứ comment ở phía bên dưới để cho chúng ta có thể là cùng bàn luận nhé. Còn đến đây thì video của mình xin được kết thúc và xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau.